Một trong những điều mà trong những ngày đầu xuân chúng ta thường làm cho nhau là chúc Tết và cầu phước cho nhau. Phước là một trong những cái chữ mà chúng ta thường nói đến ở trong những ngày Tết. Nhưng mà phước hạnh thật là gì? Chúng ta tặng Chúa cho bé Trường Đạt rời nhà, nhưng mà hôm nay Tết được về ăn Tết với Hội Thánh. Và cháu sẽ ca ngợi Chúa bài hát tựa đề là ơn phước. Blessings. We pray for blessings. Comfort for family. Protection for prosperity. Nhiều khi ơn phước đến trong cuộc đời của chúng ta trả hình những giọt mưa, những giọt nước mắt. Tôi mong rằng ý nghĩa của bài hát này sẽ đến với chúng ta ơn phước thật của Chúa trong mùa xuân năm nay. Revealing of a greater thirst this world can't see.
satisfy? What if trials of this life, the rain, the storms, the hardest nights, are your mercies in disguise?